Xin chào tất cả anh em đam mê nuôi chim Sika và Betsa, chim non lên em. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cái cách nuôi chim non là Sika và Betsa sống 100%. Thì trước tiên khi mình có chim non về thì mình lúc mà còn lông ống á, thì mình cho nó ăn, mình bắt cắt té cho nó ăn, hoặc mua cắt té không được, đặc biệt là ăn cắt té không nha, mình cắt nhỏ thôi cho nó ăn. Chịu cực cho nó ăn đến khi mà nó đến cầu được rồi bung lông rồi đó, thì mình sẽ mua phổi heo về mình cất trong ngăn đá tủ lạnh á, thì mỗi ngày mình sáng mình lấy ra mình rã đông đi, cái mình cắt cho nó ăn một cục vừa đủ ăn thôi. Cái này cái liều lượng thì mình cũng chưa có cân, nhưng mà cái mình phải để cho nó hết lạnh nha, rồi mình hãy cho nó ăn. Thì buổi sáng là mình cho ăn phổi heo, buổi trưa thì mình cho ăn thêm con cắt té hoặc là một con nhái cũng được. Thì nhái cũng rất tốt, Sika nó rất thích đó. Thì giờ buổi chiều thì mình cho ăn thêm một cục phổi heo nữa là ok. Thì cái con Sika ở ngoài rừng đó thì nó đứt mồi chủ yếu là con cắt té thôi, nhưng con nó rất là khỏe mạnh. Thì về mình đã từng nuôi rồi ba con này đây, mình bắt lúc nhỏ nhưng mà mình nuôi giờ nó rất là cực kỳ khỏe mạnh, chỉ ăn phổi heo, nhái và cắt ké là tốt nhất. Còn chim cút thì mình thấy không nên đâu, tại chim cút thì cho người ta cho ăn cái cám gà nhiều quá rồi, giờ chim nuôi nó dễ chết mà nó yếu phân xấu lắm. Thì tốt nhất là mình có, nếu có điều kiện thì mình mua cắt ké hoặc mình bắt về cho ăn là tốt nhất, là chim nó không ngán luôn. Nếu mà chim lớn thì mình để luôn da, còn chim nhỏ thì mình lọc da ra để cắt ra cho nó ăn, như vậy là chim rất là khỏe mạnh. Thì mình hướng dẫn cho anh em như vậy thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.